Đây là cái video giữa V50 và G8. Mình cảm giác là cái con V50 chống rung nó khỏe tốt hơn một xíu, nhưng cái màu của G8 thì cảm giác nó ổn hơn. Vừa nãy đi với hai người bạn nữa, nhưng mà hai người ấy về rồi. Vừa giờ test mấy con với mấy con khác, nay sẽ test riêng về LG thôi. Các bác có thể thấy LG đây, mình sẽ soi cái đèn này, cái bông hoa cạnh màu đèn này. Đấy, cái bông hoa màu đỏ, nhưng mà hai con nó đều không cho được cái màu đỏ như thực tế. Có thể trên cái màn hình điện thoại thì nó như vậy. Còn cái đèn này thì bị cháy sáng hết rồi. Rồi, mình sẽ đi tiếp về đây. Đây, đây là một cái bông hoa màu vàng. Rồi, cảm giác trên màn hình ấy thì cái bông hoa ở con G8 nó có vẻ ngon hơn. Thôi kệ nó đi, mình sẽ đi một vòng rồi mình về thôi. Đây, một lô bông hoa màu vàng nữa. Rồi, tiếp tục. Mình sẽ đi vào trong giữa khu rất là tối đây. Đấy, mình sẽ lắc qua lắc lại, lên lắc xuống. Thực sự là nếu mà để so sánh ảnh của hai con G8 với V50 thì mình thấy nó xem xem thôi, nó cũng không, các bác nếu mà dùng LG thì giữa lựa chọn giữa, nếu mà về riêng về chụp ảnh và quay phim thì giữa hai con này nó không có nhiều khác biệt đâu, mình nghĩ là vậy. Đấy, các bác ơi, các bác có thể thấy. Mình đang đi bộ nhá, mình sẽ thử chạy nào. Đây, chạy đây. Ôi xa. Đây, mình sẽ quay cái mấy cái bông hoa màu đỏ này. Rồi, để sức quay. Đó, mình sẽ đi một vòng quanh cái bông hoa màu đỏ này. Rồi, quay xuống. À, về thu âm thì chắc chắn là nó như nhau rồi. Hai con này hiện tại mình đang quay ở chế độ Full HD thôi. Full HD 1080 60fps. Tí nữa mình sẽ thử quay 4K hai con này xem nó như thế nào. Mình nghĩ là về, thực sự là về nhìn trên hai cái màn hình điện thoại ấy, thì mình thấy cái màu ở con G8 nó ngon hơn. Còn chống rung thì nó cũng xem xem thôi, nhưng mình cảm giác là con V50 nó ngon hơn. Như nãy mình quay cái V50 với iPhone 11 rồi con Note 10 cộng thì thấy là con V50 mình quay tốt hơn rất là nhiều. Mình cũng không nghĩ là nó tốt như vậy. Mình sẽ có cái clip so sánh giữa iPhone và Note 10 nữa. Mình sẽ up sau. Đây. Ở đây toàn bông hoa màu vàng đấy các bạn. Đây rồi, có bông hoa màu đỏ đây. Rồi. Đó. Đây một cái. Thực sự là nếu mà về cái camera sau giữa G8 và V50 thì mình thấy nó gần như nhau luôn. Rồi, mình sẽ đi lên chỗ này khá tối. Có cái bảng tên này nãy mình thấy nó khá ấn tượng. Lưu ý giám sát trẻ em. Đó. Mình sẽ soi trực tiếp vào cái đèn. Rồi, nó cũng lóa như nhau thôi. Đây. Đây là hai cái bông hoa. Ồ, hay phết. Đi. Mình sẽ xem hai đứa nó trèo thì nó thế nào. Chà này cao phết. Đấy. Thôi rồi đi thôi. Không làm phiền người ta.
Ok. À, chỗ này có vẻ ổn. Đây, các bác có thể thấy cái bông hoa ở cạnh cái đèn. Ôi, nếu mà so sánh như này thì không ăn thua, mình sẽ tí nữa mình sẽ so sánh với con Note 10. À, Note 10 mình nghĩ mình so sánh rồi chứ nhỉ. Không cần thiết nữa. Rồi. Ok, mình sẽ lên cái cây này. Cây này thì màu cũng như nhau thôi. Rồi. Ok, mình sẽ chuyển sang mình sẽ sửa sang quay 4K nữa. Bởi vì sẽ ghép vào cùng với cái clip này cho các bác xem nhé. Ok, clip này được 5 phút rồi. Tắt đi. Rồi các bạn. Đây là cái video 4K mà cũng 4K 60 FPS luôn. Cái con V50 và G8 nó đều cho cái 4K F50 rồi. Mình sẽ quay lại cái chỗ nhiều bông hoa này. Tại vì cái thực sự là khi mà lên 4K thì cái khả năng chống rung của nó kém đi. Đây, nhưng mà cái nếu mà việc mà đi bộ bình thường thì cũng vẫn rất là ngon. Đây video 4K nhé. Quay cái bông hoa xem nó nét đến cỡ nào. Rồi. Đây sẽ là bông hoa màu cam. Màu cam nhưng mà hai máy đều cho ra màu hơi ngả vàng. Rồi. Mình sẽ đi tiếp. Đây mình sẽ chạy. Nếu mà 4K đúng là nó chống rung kém hơn thật. Đây, okay. Rồi mình sẽ quay lại cái kia. Ok. Hai người bạn về rồi buồn quá. Có mình. Đây. Rồi. Sự là 4K thì đúng là cái khả năng chống rung nó kém hơn tí nhưng mà cái màu nó cũng vẫn còn ngon lắm, không vấn đề gì. Đây mình sẽ cho cái màu lá cây cho các bác xem. Rồi. Ồ, bông hoa màu trắng. Rồi. Gần tí nữa xem nào. Rồi, nó cũng xem rồi các bạn ạ. Tiếp. Mình sẽ đi vào trong hơi tối một tí. Đây. Đây có bông hoa rất là tối. Đó. À đây, có một cái bông hoa màu đỏ. Đó. Rồi, mình sẽ đi tiếp. Và mình sẽ đi về. Đó. Ồ, cái bông hoa màu vàng này ấy, thì cái con V50 lại cho màu ngon hơn, chuẩn hơn. Đó. Đúng là có lúc nó cũng không hiểu. Đây. Thôi mình sẽ chạy bộ từ đây về. Ok, chạy tiếp. Mình vừa chạy và mình vừa tay nó khá rung. Rồi ok. Giờ đã được 3 phút rồi. Mình sẽ ghép với cái clip trước. Đây là video 4K nhé, 60 FPS. Ok. Rồi ok, xin chào các bác. Được rồi. Rồi ok các bác, đây là cái video quay bằng cam trước của hai con V50 và G8. Thì cái con V50 ấy nó có một cái cam góc rộng nữa. Còn con G8 thì không có. Đây có cái gì nhìn thấy. Mình xem nào.
Mình thấy cái con G8 có vẻ ngon hơn. Đó, có thể thấy sẽ vào chỗ tối tối hơn một tí xem nào. Rồi. Rồi, mình sẽ vào chỗ tối hơn một tí. Đúng là cái cam trước của con G8 có vẻ ngon hơn. Các bác có nhìn thấy cái màu lá cây bên trên không? Đấy, có vẻ con G8 nó ngon hơn. Nhìn cái màu khác nữa xem nào. Đây, đây có một cây nữa này. Đó, các bác có thể thấy là cái con G8 nó cam trước nó ngon hơn đấy. Rồi, mình sẽ đi về. Là chỗ sáng sáng hơn như nào. Đấy. Ok. Chống rung thì hai con này đều không có chống rung nên mình không cần phải chạy làm gì cho mệt. Ta có thể nhìn thấy đấy. Bầu trời thì chả có gì cả. Đây, cái đài tính nữa được sau này. Đó. Rồi, mình sẽ quay một lúc nữa mình đi về. Khá muộn rồi các bạn. Hôm nay có hai người bạn của mình đi nữa, nhưng mà giờ họ về hết rồi. Mình cũng phải về thôi. Rồi, ok, xin chào các bác.